Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên nắm bắt tình hình kinh doanh của bà con tiểu thương chợ Đồng Ba, thành phố Huế. 100% lực lượng công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế lại tất bật với nhiệm vụ vệ sinh, làm đẹp bộ mặt của Đô thị Huế để đón một năm mới tươi vui, an toàn. Cơ sở sản xuất gốm cổ Huế là đơn vị đã phục chế thành công nhiều bài men quý hiếm cho sản phẩm ngói cổ Hoàng Lưu Ly, Thanh Lưu Ly, góp phần trùng tu các di tích trên địa bàn. Xin kính chào quý vị khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 1. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và khu kinh tế công nghiệp tỉnh tại chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Để giúp đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 50 suất, mỗi suất 1,2 triệu đồng gồm tiền mặt và quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và khu kinh tế công nghiệp tỉnh. Đến thăm chúc Tết công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Phú Đa, huyện Phú Vang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng đề nghị các công ty, doanh nghiệp tăng cường tầm soát, áp dụng công nghệ trong phòng chống dịch, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển sản xuất, đồng thời làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Cùng trong dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang cách ly điều trị và lực lượng làm nhiệm vụ tại T2. Lưu ý cả lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên tinh thần, theo dõi thường xuyên để hỗ trợ kịp thời bệnh nhân nếu bệnh trở nặng, cũng như sẵn sàng kịch bản mang tính lâu dài và chủ động trước mọi tình huống. Cũng trong ngày hôm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên nắm bắt tình hình kinh doanh của bà con tiểu thương chợ Đồng Ba, thành phố Huế. Qua kiểm tra thực tế tại chợ Đồng Ba cho thấy, các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay tại chợ rất phong phú, đa dạng về số lượng chủng loại, chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định. Tuy nhiên, các tiểu thương chia sẻ rằng sức mua hiện nay giảm so với mọi năm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cho rằng, hiện nay cán bộ công chức người lao động các đơn vị công ty vẫn chưa nghỉ Tết và do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên có thể sức mua vẫn chưa đông. Hy vọng những ngày cuối cùng của năm, lượng khách sẽ tăng lên, lượng hàng hóa của các tiểu thương sẽ được tiêu thụ mạnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, Đồng Ba là chợ có lượng khách và giao thương lớn, chính vì vậy ban quản lý chợ cần chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, việc niêm yết bảng giá, bảng hiệu phải đồng bộ, có tính thẩm mỹ. Ngoài ra cần bố trí sắp đặt các mặt hàng, ngành hàng hợp lý, đảm bảo hợp vệ sinh, đồng thời kêu gọi mỗi tiểu thương phải là chủ thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh, các tiểu thương đón một cái Tết no ấm, sức khỏe và hạnh phúc, kinh doanh phát tài. Hôm qua, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để triển khai một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Lê Ngọc Sơn cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát, tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ kép, nền Hương Thủy đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với 15 trên 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, quan tâm tổ chức các hoạt động để đền đáp nghĩa, Tết vì người nghèo, thăm hỏi, tặng quà kịp thời cho các đối tượng chính sách, gia đình có công và cách mạng, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2022, Hương Thủy tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, tích cực an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, kết hợp với các giải pháp thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội trên tinh thần triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, 100% lực lượng công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế lại tất bật với nhiệm vụ vệ sinh, làm sạch đẹp bộ mặt Đô thị Huế để đón một năm mới tươi vui, đầy khí thế. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Những ngày này, các tuyến đường trung tâm thành phố Huế như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Hào Huy Tập được công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế
thực hiện vệ sinh, làm sạch các tuyến đường để chào đón năm mới Nhâm Dần 2022. Năm nay, bắt đầu từ ngày 18 tháng 1, công nhân của đơn vị đã bắt tay vào vệ sinh, xịt rửa, làm sạch các tuyến đường phố trên địa bàn và các khu quy hoạch cụm dân cư. Vào khoảng từ 29 đến 31 tháng 1 là thời điểm cao điểm lực lượng công nhân vệ sinh với khoảng 700 người có mặt trên các tuyến đường để tổng dọn vệ sinh, làm đẹp thành phố đón xuân mới. Vào dịp Tết là cái lượng rác rất nhiều, người dân đưa ra rất nhiều, nên anh chị em phải hoàn thành và làm sao cho trong cái dịp Tết để cho bà con được gọn gàng sạch sẽ, mà anh chị em phải đảm bảo cái thành phố luôn xanh và sạch đẹp. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã có cái kế hoạch số 39 là tiến hành tổng vệ sinh, thu gom rác thải và rác thải xây dựng trên toàn địa bàn, tổ chức xịt rửa các cái giải phân cách, rồi là lề đường ở các cái tuyến đường trung tâm của thành phố, tổ chức tăng tần suất để mà thu gom rác thải tại các cái vùng mà có cái tần suất thu gom thấp 2 ngày một lần, bắt đầu từ ngày 27, 28 cho đến 29 Tết, hoặc là vào cá sớm bắt đầu từ 14 giờ ở khu vực trung tâm để đảm bảo lấy hết rác ở trên địa bàn. Còn đối với rác thải sinh hoạt, trong những ngày cận Tết, lượng rác thải khá lớn. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã phân công huy động tất cả nhân lực, phương tiện, kết hợp thuê phương tiện bên ngoài để bắt tay tổng dọn vệ sinh. Đặc biệt, năm nào cũng vậy, ngày và đêm giao thừa là thời điểm làm việc cực lực nhất của lãnh đạo và công nhân của Công ty Môi trường Huế. Từ các sự nghiệp môi trường cho đến sự nghiệp vận chuyển xe máy, sự nghiệp thoát nước, sự nghiệp xử lý chất thải và sự nghiệp điện chiếu sáng, tất cả đều được huy động hoạt động hết công suất từ nhân lực cho đến vật lực để tổng dọn lại toàn bộ nhằm mang đến không gian sạch sẽ, chào đón năm mới Nhâm Dần. Bên cạnh làm tốt vệ sinh môi trường, công tác chỉnh trang đô thị như sửa chữa, lắp đặt, vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí, pano, sửa chữa vỉa hè, lề đường được công ty phân công thực hiện đúng kế hoạch, khoa học. Những ngày đầu năm mới, ngoài sự tươm tất của đường phố, thì hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn trang trí tại các điểm nhấn không những đảm bảo an toàn cho người đi đường, mà đặc biệt là làm tăng mỹ quan, tạo đẹp đặc trưng cho đô thị Huế. Vào thời điểm này, hệ thống điện chiếu sáng đường phố cũng vận hành 100% từ đầu đêm cho đến sáng. Đối với điện chiếu sáng thì hiện nay chúng tôi đang tập trung thi công để đóng điện ở các cái địa bàn vừa mới sáp nhập vào thành phố, đó là từ Hải Dương, Hương Phong, Phú Mầu, Phú Thanh, Phú Thường, Phú Dương, lên ở phía trên kia là có Hương Hồ, Thủy Bằng và Hương Thọ, tức là đóng điện toàn bộ cái hệ thống chiếu sáng trước Tết Nguyên Đán năm 2022. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế khuyến cáo, trong ngày cao điểm, nhất là ngày 30 Tết, người dân ở cả vùng thu gom ban ngày tranh thủ đưa rác ra trước 15 giờ và cả khu vực thu gom đêm đưa rác ra trước 21 giờ ngày 30 Tết. Để đến trước 7 giờ sáng ngày 1 Tết sẽ hoàn tất mọi công việc để bà con ra đường vui xuân đón Tết an toàn, sạch đẹp. Ngoài ra, do làm việc liên tục cả năm, công ty sẽ bố trí cho người lao động được nghỉ 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 Tết. Từ ngày mùng 3 Tết, công tác vệ sinh môi trường sẽ trở lại bình thường. Vệ sinh làm sạch những tuyến phố sớm là công việc thường xuyên hàng năm trong những ngày giáp Tết của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, sẽ làm cho phố phường sạch đẹp để thành phố Huế khoác lên mình chiếc áo mới đón xuân Nhâm Dần 2022 trong niềm vui và hy vọng một năm mới nhiều may mắn đến với mọi nhà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 246 về việc phê duyệt đề cương đề án Huế thành phố bốn mùa hoa. Mục đích của đề án nhằm hiện thực hóa đề án tổ chức ngày Chủ nhật xanh, hai hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng. Đề án sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng trồng cây xanh và hoa trên địa bàn thành phố Huế đối với các khu vực cảnh quan di sản, văn hóa tâm linh đặc trưng, các khu vực cảnh quan tự nhiên đặc trưng, khu vực cảnh quan các làng nghề truyền thống, các khu đô thị mới, khu đô thị đặc thù, các tuyến đường sông, đánh giá hiện trạng hệ thống cây xanh các tuyến đường phố, điểm xanh, công viên, vườn hoa, đặc biệt là các tuyến phố đi bộ. Để đạt được các mục tiêu mà đề án đưa ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề xuất giải pháp thực hiện như đề xuất các mô hình trồng hoa, trang trí hoa phù hợp nhằm xây dựng thành phố bốn mùa hoa để triển khai thực hiện, phổ biến và nhân rộng trong cộng đồng dân cư và các cơ quan liên quan. Nghiên cứu bảo vệ và phát triển các loài cây, hoa phù hợp bền vững với Huế, đề xuất giải pháp về nguồn lực thực hiện, các cơ chế chính sách để khuyến khích cộng đồng tham gia.
cuộc đối thoại giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh và Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế xuất Billionmax Việt Nam với Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế xuất Billionmax Việt Nam về việc hàng trăm công nhân của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế xuất Billionmax Việt Nam tạm nghỉ việc, đề nghị tăng tiền thưởng Tết ngày 20 tháng 1 với kết quả đạt được là giữ nguyên tiền thưởng 1.715.000 đồng nhưng không trừ chuyên cần và cho ứng trước 2,5 triệu đồng tiền lương tháng 1. Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh cho biết trong quá trình đối thoại với người sử dụng lao động, đại diện người lao động đã tìm cách phân tích, thương lượng với mong muốn giúp người lao động đạt được nguyện vọng thưởng một tháng lương cơ bản cho người lao động làm việc đủ 12 tháng. Tuy nhiên, phía Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế xuất Billionmax Việt Nam sau khi cân đối kinh phí không đồng ý đáp ứng theo nguyện vọng của người lao động. Cuối cùng cả bên đã đi đến thống nhất giữ nguyên tiền thưởng 1.750.000 đồng nhưng không trừ chuyên cần và cho người lao động ứng trước 2,5 triệu đồng tiền lương tháng 1. Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh sẽ nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền vận động, phân tích cho công nhân lao động hiểu và thông cảm cho người sử dụng lao động trong bối cảnh ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Tiếp nối chương trình là những tin tức về hoạt động tặng quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Hôm qua, tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, ông Nguyễn Hải Nam là thành viên của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và tặng quà cho các bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Lộc. Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần đến các gia đình hộ nghèo khó khăn trên địa bàn huyện Phú Lộc, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Hải Nam đã trao tặng 10 phần quà Tết cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Phú Lộc. Mỗi phần quà có trị giá 500.000 đồng tiền mặt và quà bằng hiện vật khác. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, ông Nguyễn Hải Nam cùng gửi lời chúc đến bà con, mong bà con vượt qua khó khăn, vui Tết đón xuân đầm ấm. Cùng với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, đề nghị các cấp các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tới các đối tượng chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo trong địa bàn để bà con đón một cái Tết vui vẻ. Tại huyện Phong Điền, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy, xuân bình an cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của cả công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phong Điền. Với mong muốn chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống của đoàn viên, người lao động, trong đó đặc biệt đối với các trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tại chương trình Tết sum vầy, xuân bình an, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1,25 triệu đồng, trong đó tiền mặt 1 triệu đồng và các nhu yếu phẩm thiết yếu ngày Tết của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tặng 25 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng và 20 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng từ nguồn ngân sách Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng tại chương trình, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tặng 42 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cùng trong dịp này, Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Phong Điền đã trao số tiền 50 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để ủng hộ quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Hôm qua, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức chương trình đồng hành cùng học sinh sinh viên đón Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần 2022. Trong đợt này có 30 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn được nhận những phần quà đón Tết cổ truyền, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Tổng kinh phí của đợt trao quà này là hơn 15 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, các cơ quan giảng viên và cựu sinh viên của trường. Qua 6 năm thực hiện, chương trình đã vận động gần 170 triệu đồng để hỗ trợ cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, ấn tượng và nét đặc trưng riêng có ở các công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn chính là phần mái ngói hoàng lưu ly và thanh lưu ly. Màu sắc của phần mái không chỉ thể hiện sự phân biệt uy quyền tối cao của nhà vua mà còn chứa đựng giá trị thẩm mỹ và triết lý nhân sinh sâu xa. Để góp phần vào quá trình trùng tu những công trình kiến trúc di sản quan trọng thuộc quần thể di tích cố đô Huế, hiện cơ sở sản xuất gốm cổ Huế là đơn vị đã phục chế thành công nhiều bài men quý hiếm cho sản phẩm ngói cổ hoàng lưu ly, thanh lưu ly. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, lưu ly là tên gọi của viên ngọc quý và Trường Nguyễn đã dùng tên đó để đặt cho hai loại ngói hoàng lưu ly, ngói trắng men màu vàng và thanh lưu ly, ngói trắng men màu xanh lục, để lợp ở cả công trình kiến trúc cung điện, lăng tẩm, ẩn chứa trong đó nhiều ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ của cả một phương triều. Ngói hoàng lưu ly nằm ở giữa, còn thanh lưu ly hai bên hàng hàng thì nó phân biệt cái vị trí dành cho vua là ở hoàng lưu ly. Còn là thanh lý là dành cho các cái vị trí của các quan lại. Cái tấm cấu trúc của cái ngói này là tráng men, cái ảnh men đó nó thể hiện lên cái sự trang trọng, sự mạnh mẽ ở trong nó.
vừa thể hiện được cái vững chãi của một cái cung điện kiến trúc. Đến với gốm sứ một cách tình cờ, ông Đặng Uyển đã bén duyên tiếp nhận và phục dệt một xưởng gốm trên đà giả thể là điều không dám nghĩ đến, để rồi trở thành một xưởng gốm nổi tiếng chuyên sản xuất các sản phẩm ngói và đồ họa trang trí các công trình cung đình Huế. Để có những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được sự lựa chọn làm vật liệu trùng tu những di tích cung đình quan trọng ở quần thể di tích cố đô Huế là cả một hành trình dài, không ít lần thất bại của ông Uyển. Khi mà tôi đến câu ở công ty này, thì công ty này là nằm trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Về mặt kinh doanh thì cũng rất là khó khăn, về mặt sản xuất càng khó khăn hơn khi không có thị trường. Hai là khi tôi đến đây là công nhân ở đây là họ là công nhân hành nghề nhưng mà việc làm không có, mà cái công nghệ của mình thì không được như ý, cho nên là làm mai một. Để tạo ra những viên ngói cung đình, ông Uyển đã phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu từ những nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế cho đến các nghệ nhân về gốm sứ. Khó nhất là tìm ra được công thức pha chế bài men cổ để khi nung ngói ở nhiệt độ cao sẽ chuyển sang màu vàng và màu xanh lục đặc trưng của ngói hoàng lưu ly và thanh lưu ly. Dòng men của cung đình, cho nên là cái nguyên vật liệu của nó để sản xuất ra nó rất là khó. Vì chúng tôi phải mày mò và tìm hiểu các nhà nghiên cứu Huế, rồi tìm hiểu các nghệ nhân của hai đầu đất nước như ở phía Nam và phía Bắc, đặc biệt là các nghệ nhân của Bắc Tràng. Cố đô Huế có số lượng di sản trường nguyện rất đồ sộ. Trải qua thời gian, những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi dần bị xuống cấp. Điều này đòi hỏi cần có sự trùng tu kịp thời. Tuổi thọ của các di tích phụ thuộc rất nhiều về chất lượng phân mảnh ngói. Những viên ngói tráng men chất lượng sẽ thích nghi lâu dài với điều kiện thời tiết khắc nghiệt nắng nóng, mưa dầm ở Huế. Qua đó sẽ có phần bảo vệ kết cấu các liên quan khác của di tích được tốt hơn. Có rất nhiều cái đề tài nghiên cứu khoa học về cái chất lượng của các loại ngói truyền thống, các loại ngói đã sử dụng ở trong di tích Huế. Và tới thời điểm hiện nay thì sau nhiều lần sàng lọc, lựa chọn, thì chúng tôi đã lựa chọn cái sản phẩm của cơ sở sản xuất gốm cổ Huế để áp dụng cho di tích Huế. Many visits around factories in Vietnam. Khu nghỉ dưỡng của chúng tôi lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc ở Lăng Minh Bằng. Chúng tôi đã đi tìm hiểu nhiều xưởng sản xuất gốm ở khắp nơi và thấy rằng những viên ngói ở xưởng sản xuất ngói gốm cổ Huế có được men rất đẹp, giống như vật liệu được trang trí trên Lăng Minh Bằng. Cùng đội ngũ thợ lành nghề và một quá trình sản xuất thân thiện với môi trường, đó là điều chúng tôi rất ấn tượng và là yếu tố để chúng tôi cân nhắc hợp tác. Những viên ngói gốm cung đình hiện nay còn được nhiều khách hàng lựa chọn làm vật liệu trang trí ở các khu nghỉ dưỡng cao cấp, đó là tín hiệu vui đối với xưởng gốm ngói cổ. Nhưng trên tất cả, niềm hạnh phúc và tự hào của người làm gốm Nhân Nguyện là được ngắm nhìn những viên ngói hoàng lưu ly và thanh lưu ly của mình được lợp trên những mái cung điện xưa, góp phần gìn giữ hồn cốt của di sản Huế mà tiền nhân để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Vào sáng 22 tháng 1, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viếng tịch vào 0 giờ ngày 22 tháng 1 tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, Thừa Thiên Huế, trụ thế 96 năm. Theo đó, lễ nhập kim quang Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 23 tháng 1, tức 21 tháng 12 năm âm lịch, và lễ trà tì, tức lễ hòa táng vào lúc 7 giờ ngày 29 tháng 1, nhằm ngày 27 tháng 12 âm lịch, tại công viên Vĩnh Hằng, Vườn Địa Đàng Huế. Tăng lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày, theo hình thức của một khóa tu im lặng. Trong suốt thời gian đó, người dân đến thăm viếng, cùng thực tập tâm niệm cúng dường để cho toàn bộ tăng lễ tâm tăng được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế, là nhà sư, nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Phật giáo, có tầm ảnh hưởng quốc tế. Thiền sư xuất gia tu học tại chùa Từ Hiếu, sau đó thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học ở các nước như Hoa Kỳ, Đức, Thái Lan. Sau nhiều năm hoạt động Phật giáo ở nước ngoài, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nhiều lần trở về Việt Nam để hoằng pháp.
Năm 2017, thiền sư từ Thái Lan trở về tổ đình chùa Từ Hiếu ở thành phố Huế, tỉnh dưỡng từ đó cho tới nay. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nhiều công trình nghiên cứu về Phật học nổi tiếng ở trong nước và thế giới. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Tại Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và trục ra phía đông nên mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, vùng A Lưới trời rét, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 đến 29 độ, độ ẩm từ 89 đến 90%. Thời tiết biển không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.